Bệnh viêm gan B là một bệnh nhiễm trùng ở gan. Đây là một bệnh nhiễm trùng gan phổ biến nhất và nghiêm trọng nhất trên thế giới. Bạn có thể bị viêm gan B từ máu và từ các chất dịch cơ thể. Hầu hết mọi người bị viêm gan B từ lúc còn trẻ khi tiếp xúc với máu hoặc các chất dịch cơ thể của người bệnh. Nhiều người bị viêm gan B không có triệu chứng và không biết là họ bị nhiễm bệnh. Đến 40% người mắc bệnh viêm gan B phát triển các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm ung thư gan. Bạn có thể bị viêm gan B và không biết rằng bạn mắc bệnh này. Tốt hơn là tìm xem bạn có mắc bệnh này hay không, vì có những việc có thể thực hiện được để ngăn ngừa bệnh bộc phát. Để tìm xem bạn có mắc bệnh viêm gan B hay không, bạn có thể đến một dịch vụ y tế địa phương và yêu cầu một cuộc kiểm tra viêm gan. Việc điều trị bệnh viêm gan B có sẵn dưới dạng một viên thuốc được uống mỗi ngày. Việc điều trị sẽ giúp cho gan khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ phát triển thành ung thư gan. Chỉ có máu của bạn mới có thể nói lên sự thật. Vì vậy, bạn hãy đi kiểm tra bệnh viêm gan B hôm nay và đừng để bệnh viêm gan B quyết định sinh mạng của bạn. Side by side.